không bao giờ nó trả lời, không bao giờ nó nói. Vâng. Mình nói nó bỏ nó vậy rồi. Chứ còn nói mà nó ngồi nó trả lời với mình thì quá dễ. Tức là cứ nói cái nó đứng dậy nó đi ạ. À? Ừ, mình nói đó khi ba chìa khóa, tôi một cái, nó một cái và một chìa khóa phụ bỏ chỗ nào đó cho nó biết. Và tôi đưa cho nó tùy nó bỏ. Nhưng một hôm đó nó tưởng đâu là tôi làm việc tôi về. Nhưng mà tôi đi công tác xa. Vâng. Tôi phải ở lại. Thì nó về tìm chìa khóa phụ, nó bó đâu, nó quên hay sao, nó tìm, nó mới được ra rồi. Vâng. Lấy cái búa nó đập cửa bên Đoàn ơi. Vâng. Nó đập cửa, bế cái cửa pano mà nó bế Đoàn ơi. Cửa mà tôi đóng cửa, coi chắc lắm, cái dối rồi á. Dạ. Nhưng mà lấy cái búa nó đập bay ra Đoàn, mà tôi chỉ có nói thôi, mục đích con đập cửa để làm gì, không nói mình, tôi bỏ đi vậy rồi. Nó không thèm nói chuyện. Vâng. Mình biết sao á. Nó có một chìa khóa phụ nó quên này, xong nó tìm chìa khóa ra khóa mà mình rồi, gọi là sơ cua ấy. Nó mới được rồi, nó tức là lấy búa trong nhà đó. Làm nó đập cái cửa bà nô bằng gỗ của tôi đó. Và mà nó soi trong phải đám chỉ, nó soi rồi hai phân vậy mà đập bế Đoàn ơi. Vâng. Tôi tức mà tôi đâu dám đánh rồi, tôi nói mục đích con đập cửa để làm gì, mà không nói. Vâng. Thôi, đấy là... Nó người... không thèm nói chuyện với tôi, chứ nó nói chuyện thì nó đỡ rồi. Đấy là... Mà tôi mượn người, tôi điện cho cháu ở thành phố Hồ Chí Minh điện về cho nó. Vâng. Nhưng mà nó cũng không thèm nói gì. Nó nói cái chuyện đó, đó là nó cắt máy. Vâng. Không biết thì sao anh. Rồi cháu tới đây thì sẽ thi đại học, lúc mà nó chọn trường với lại chọn ấy thì có, nó tự lập hay là anh chọn cho cháu? À, nó chọn trường thì tôi có biết. Vâng. Chọn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà nó tự lập. Và Quy Nhơn. À vâng. Vâng, nó chọn trường tôi biết. Vâng. Thật ra thì cháu, tôi thì cũng cứ nói thật là ngay cả những gia đình mà còn trọn vẹn cả bố cả mẹ mà kèm kẹp suốt ngày, thậm chí đi học lớp 12 mà bố còn phải chở đến tận cổng trường, chiều thì mẹ đón về, mà dù cũng còn, không, tôi đang nói là đối với những gia đình như thế mà rồi cũng còn chẳng dám hy vọng là trẻ nó ngoan, cũng như trong hoàn cảnh nhà mình. Đúng là nó cũng có những cái thiếu thốn, nó không có uốn nắn gần gũi của người mẹ này, mình thì cũng bận rộn. Mình thì mình thật ra là mình lo được cho con tiền đủ, nhưng mà sẽ không có những cái ôm ấp vuốt ve. Mà nay nói là cháu mẹ đi bỏ đi từ lúc mà nó đang mẫu giáo, mà những năm tháng bé nhỏ nó cần rất là gần mẹ. Lớn lên thì nó lại nghĩ rằng là sao những nhà khác ấy có bố có mẹ, đi họp phụ huynh thì hôm thì ba, hôm thì mẹ, chiều thì mẹ chở mẹ đón, nhà mình thì ba thì bận tối ngày, còn mẹ thì như thế. Thành ra khi nó nhìn thấy nó cũng cứ thấy hoàn cảnh nhà mình nó khác với người khác. Dạ, rồi đúng nó có dạ, những cái bức xúc ở trong người. Mà khi đã bức xúc rồi thì nó hay đổ lỗi. Đổ lỗi là chắc tại ba làm sao mà má ấy bỏ đi, hay chắc tại má thế này mà nó kia. Dạ đúng á, tôi cũng đang nghĩ vậy. Thế thì nó đổ lỗi cho mình mà nó lại không đủ kiên nhẫn. Mình thì mình người lớn, mình hiểu rằng là thực ra là duyên là kiếp là căn là quả, bà ấy đi đấy là tự nguyện của bà ấy rồi, chứ chẳng phải là do cuộc sống gia đình có bạo lực gia đình gì mà bà ấy đi. Mình chẳng phải là ức hiếp đánh đập gì đến nỗi vợ phải tìm chốn nương tựa chúng nó. Nhưng mà trong trẻ ấy, nó đã ít gần gũi, bạn không ai nói cho nó thì nó nghĩ rằng là ba sống ích kỷ, ba chèn ép gì đến nỗi má phải đi. Bây giờ còn mình ba lại chút cái chèn ép sang mình. Nhưng mà thôi, lúc này không phải là lúc để nói thế. Các cháu lớn lên một chút nữa, nó nhìn nhận các vấn đề rồi, nó nhận ra là ba đã phải hy sinh như thế nào cho nó. Lúc này gọi là chấp nhận chung sống hòa bình anh. Nhiều nước cái lăm le muốn đánh nhau lắm thôi, nhưng mà đã dám đánh đâu. Cứ phải là nhún là lùi. Đích làm sao để hy vọng rằng cháu nó đỗ một trường nào đó, lúc đó thì đời dạy nó và nhà trường dạy nó, còn mình lúc ấy lại còng lưng nó đi làm, mỗi tháng lại gửi cho nó mấy triệu vậy. Rồi lớn lên thì con nhà nào cũng thế thôi, bé là con của mẹ của cha, lớn lên là con của xã hội ấy mà. Mình cũng không có nặng nề quá trong cái thời gian này. Tôi tin rằng là nhưng mà sợ là nó đậu. Thì nói chung đối với tôi thì đủ khả năng cho nó học đó anh bên Đoàn. Nhưng mà vô trong đó mình đưa tiền nó học nó đi chơi. Chấp thế chứ anh Đoàn. Cái đấy thì không ai dám chắc được điều gì, con nhà lành nó cũng có thể thế mà anh. Đúng. Cho nên là cứ hy vọng rằng là cháu nó lớn lên nó mới nghĩ. Cái khi mà nó vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, đây là cái ví dụ là mình cũng có những sự chuẩn bị, mình đưa con vào đó, mình gửi ở nhà anh em bà con cho nó ở đấy. Nói rằng là thôi thì ba ở xa, ba cũng chưa được nghỉ hưu hẳn, cho nên là con ở đây với lại các bác hay thím hay là các anh gì đó, mình đi học thì cũng nhờ vả người ta là thay mặt gia đình để ý lưu tâm.
thôi thì đời cua cua máy, đời cái cây đào, chúng nó phải 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 tự vươn lên, nếu mà rồi nó cứ có lang thang nó không chịu học thì Cái đó cũng mưa mật anh đòi. Vâng, như vậy. hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp anh tìm lại được sự bình yên của gia đình. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, xin chào thính giả. Vâng, em chào chị. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? À, em thì năm nay 37 rồi. Vâng. Em thì năm nay mới 86, thì năm nay mới 31, 32 thôi. Và như cái chuyện quan hệ vợ chồng thì nó rất là ít. Hai chồng đi cùng đi làm thôi, cùng làm cùng một chỗ, ở nhà làm ở nhà hết. Vâng. Cái chuyện vợ chồng rất là ít. Vâng. Hỏi chương trình là tại sao em nhiều khi là, thực ra nói là nhiều khi ngày trước thì không nói, nhưng bây giờ nhiều ngoài ngày em phải nằm với vợ thì lúc nào có thể là cương cứng được. Vâng. Như bây giờ thì nói chung là cái vấn đề cái dương vật mình nó không được cương cứng như ngày xưa ấy. Vâng. À, chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Vâng, cảm ơn chị. Tôi chào bạn. Vâng ạ, em chào chị ạ. Ừ, các bạn kết hôn đã lâu chưa? 6 năm rồi. À, 6 năm. Ừ. Ừ, trước đây thì đời sống tình dục bình thường đúng không? Dạ, nói chung là để mà còn khỏe là khác ấy. Thế nhưng một từ lâu nay thì em không hiểu là do bên nào chăng nữa, nhưng cả vợ cả chồng là đều cái vấn đề đó rất là ít. Vợ có phàn nàn gì không? Không, thì em thậm chí thì em còn không, vợ nó không muốn. Mà em thì cũng thực ra nói là em cũng đấy, bây giờ thực ra nó tự dưng là cảm giác nó cũng là ít đi ấy. Nọ vợ chồng nói chuyện với nhau ấy, thì để hôm nào anh hỏi các bác sĩ, hỏi cho chuyên gia tư vấn ở bên trên cửa sổ tình yêu xem là liệu có việc gì không. À thế à. Mà hai bạn có mấy cháu rồi? Em được hai cháu. Thế ở nhà hai vợ chồng cùng ở nhà làm cái gì vậy? Em hai vợ chồng đi buôn bán thôi. À, đi buôn bán, nhưng mà tức là đi cũng đi cùng nhau, xong đi cùng, đi cùng nhau xong về cùng nhau. Tóm lại là gần như là 24/24 à? Vâng, nhưng mà 24 hai cháu đi làm đều, nhau đi làm cả. Hai bạn kết hôn thì đã 6 năm rồi. Tất nhiên là bây giờ cái tuổi của bạn nó cũng trẻ thì nó không phải là trẻ lắm, nhưng mà già nó cũng chưa phải là già. Năm nay mình mới có 37 tuổi, vợ thì mới có 33 đúng không? Tính ra là bây giờ ấy là đang ở cái độ tuổi nó khá là ổn định. Tức là con cái cũng tạm thời lớn lớn rồi. Thế và cuộc sống thì nó cũng đã ổn định rồi, nó không quá khó khăn như những ngày đầu nữa. Thế đáng lẽ là bây giờ là cuộc sống nó phải dễ chịu hơn, mình cảm thấy thoải mái hơn và chất lượng cuộc sống nó sẽ được cải thiện hơn so với cái giai đoạn trước đây. Thế nhưng mà cái chuyện quan hệ thì nó lại không được, nó không như trước thôi, chứ cũng không phải là... Nói chung là chậm chị ạ, có khi tuần cũng chỉ có khi một lần. Tôi nghĩ như thế này, có lẽ là về chất lượng ấy thì có vẻ không có gì phàn nàn lắm, đúng không? Tức là tính cả cái chất lượng quan hệ tình dục của hai vợ chồng mỗi một lần mà mình quan hệ, kể cả một tuần một lần, nó cũng không có gì đáng phàn nàn lắm, đúng không? Mình không bị xuất tinh sớm, hay là mình không có vấn đề gì, mình tự ti hay là mặc cảm về cái chuyện đấy. Tức là nó vẫn bình thường, kể cả về phía bạn và về phía vợ, đúng không? Tuy nhiên thì bạn cảm giác là bạn cảm thấy như là cái độ hấp dẫn nó có vẻ giảm đi. Thế biểu hiện là cái tần suất nó giảm xuống. Tức là trước đây có khi ngày nào mình cũng quan hệ, hoặc là 2-3 ngày mình quan hệ một lần, nhưng bây giờ thì một tuần một lần thấy cũng bình thường, kể cả có khi không cũng chẳng ai có ý kiến gì, đúng không ạ? Tôi thì tôi nghĩ là có lẽ ở đây vấn đề nó thuộc về tâm lý thôi, chứ cũng không phải là bệnh tật gì. Vợ bạn thì mới có 33 tuổi thì cũng chưa phải là già. Bởi vì hai bạn lại cùng làm cùng buôn bán cùng nhau nữa, cho nên là cái thời gian ở bên nhau nó nhiều, nó dài, dẫn đến là mình cảm giác như là nó quá bình thường. Mình không có gì phải cố gắng, không có gì phải nỗ lực cả.
Đấy, nếu như mà ví dụ mình bây giờ mình có thể, nhiều khi mình có thể phải thay đổi nó đi một chút nhá, thay đổi nó đi. Cái cách thay đổi thì nó cũng không quá khó khăn đâu, chủ yếu là do hai bạn thôi. Nếu như mà mình chủ động và mình nỗ lực, mình có thể tìm ra những cái cách nó phù hợp với mình nhất. Ví dụ tôi nói đơn giản như là con bây giờ nó cũng lớn rồi, có những ngày mình sẽ gửi bà nội hoặc là bà ngoại mình cùng nhau đi du lịch đâu đó một vài ngày. Nhất là công việc của các bạn nó không quá bị động, nó không bị phụ thuộc nhiều vào cái giờ hành chính. Mình có thể thậm chí mình đi một tuần cũng được, điều kiện kinh tế nó không quá khó khăn. Hay tùy theo điều kiện của mình chọn những cái địa điểm thích hợp. Quan trọng là đi đến đấy có hai người, mình sẽ thay đổi cái không gian đi, thay đổi kể cả cái thời gian hàng ngày. Mình ngồi mình uống cà phê, buổi sáng mình uống cà phê, mình ăn sáng, sau đó mình đi tham quan vãn cảnh vân vân. Hoặc là mình nhiều khi mình có thể, kể cả bạn cũng thế, có thể là mình đi một mình cũng được, đi đâu đó một vài ngày chẳng hạn như thế. Hay là tạo điều kiện cho vợ cũng thế, thì mở ra các cái mối quan hệ, vợ có thể đi với các bạn. Tức là ý tôi muốn nói là mình tùy theo cái điều kiện của gia đình mình, tùy theo sở thích của mỗi người, tùy theo cái sự chia sẻ của hai vợ chồng, mình sẽ tự tìm ra những cái nó thay đổi trong cuộc sống của hai người. Tất nhiên nó đừng đột biến quá, hoặc là nó đừng tạo thành những cái cú sốc cho một trong hai người, thì lúc đấy hậu quả của nó lại không như mình mong muốn, đúng không? Hoặc là nó lại gây ra những cái tác dụng ngược. Chứ hiện tại bây giờ thì về sức khỏe thì tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Tất cả những cái nó mình có thể thay đổi được trong tầm tay của mình. Nếu mình nỗ lực và mình có ý thức thì tôi tin là các bạn sẽ làm được thôi. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc hai vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc cũng như là tình yêu của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội ạ. Alo. Vâng. Câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Hỏi là 54 tuổi mà lấy cô 30 tuổi không có con không? Vâng, anh năm nay 54 tuổi đúng không ạ? Và có tình cảm với một cô hơn 30. Và hai người đang băn khoăn và lo lắng không biết là có con được hay không. Đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng ạ. Tôi chào anh. Vâng, tôi có thể xin lỗi hỏi là sao bây giờ mình mới lấy vợ được không ạ? Không, lấy vợ rồi nhưng mà vợ bị tai nạn chết. À, vâng, rất xin lỗi anh. Bây giờ lấy cô này 30 tuổi, tức là tôi còn kém bố vợ, bố người yêu, tức là 5 tuổi, bằng tuổi mẹ người yêu. Bằng tuổi ba mẹ vợ đấy hả? Bằng tuổi ba mẹ vợ. Thế đến vợ. Nhà bạn gái vẫn chào mẹ vợ bình thường? Không, bây giờ đang yêu thôi. À, nhưng mà cô bà hỏi rằng là ông bố của tuề, bà mẹ vợ thì bà ấy đừng thường, bà ấy có đồng ý. Vâng, quan trọng là cô ấy thôi. Vâng, cô bảo là thôi thì thân phận con quyết định. Vâng, đấy. Tức là tôi hơn cô ấy là 25 tuổi. Vâng, tôi nghĩ là cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Và một cái khoảng cách đấy bây giờ nếu như anh vẫn có một cái sức khỏe tốt, kinh tế của hai người không quá khó khăn, thì tình yêu ở tuổi này nó vẫn thăng hoa được bình thường, không có vấn đề gì. Và bây giờ anh băn khoăn nhất là không biết là lấy cô ấy thì liệu có con hay không, đúng không? Anh băn khoăn về phía anh hay là băn khoăn về phía cô ấy ạ? Tức là cô ấy băn khoăn thật thà, nó còn tôi có con cái nó ở riêng hết rồi, nó có vợ chồng hết rồi, tôi không lo gì cả. Cô lo. À, cô ý lo là cô ý khó hay là anh khó? Tôi tức là không biết là bên nào chẳng hạn. Bây giờ mới không biết bên nào có hay không. Vâng. Đấy, có hay không? Vâng. Thực ra nếu mà nói là về tuổi ạ, thì kể cả hai người thì nó cũng chưa phải gọi là cao đâu ạ. Cô ấy 30 tuổi thì vẫn có thể sinh nở bình thường nếu như mà cái sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản của cô ấy tốt. Vâng, rồi cái trứng của cô ấy nó bình thường, nội tiết sinh dục bình thường thì cô ấy vẫn có khả năng có thai tự nhiên được anh. Không vấn đề gì. Bây giờ thậm chí cũng rất nhiều bạn trẻ, người ta cũng 30 tuổi thì người ta mới kết hôn ạ. Và người ta cũng có con lần đầu khi mà ở tuổi ngoài 31, 32 cũng bình thường mà anh. Vâng. Thế còn về phía anh ấy thì tôi cũng nghĩ là nếu anh có một sức khỏe tốt, không có một cái bệnh mãn tính gì, không có nghiện rượu, không có nghiện thuốc lá, thế và cái sức khỏe của anh ổn thì tinh trùng của anh nó cũng chắc cũng không có vấn đề gì. Nhiều người 60, 70 tuổi người ta vẫn có con mà anh.
Nhưng tốt nhất thì hai người nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể trước khi quyết định có con. Bây giờ ấy thì cũng phải nói thật với anh là thậm chí chúng tôi còn đang tuyên truyền để mà kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân. Khi mà người ta chuẩn bị kết hôn ấy, thì người ta còn nên đi khám sức khỏe tổng thể để phát hiện xem sức khỏe của hai người có tốt không, có mắc một cái bệnh mãn tính gì không, đặc biệt là những cái bệnh mà nó có khả năng ảnh hưởng tới cái chuyện có thai chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì hiện nay khoa học đã rất phát triển và có thể phát hiện sớm được, cho nên là còn chúng tôi còn khuyên là nên đi khám sức khỏe tiền hôn nhân là vì như vậy. Thế trong điều kiện của anh chị thì tốt nhất là nên đi kiểm tra sức khỏe tổng thể, kể cả anh cũng vậy, anh cũng nên đi kiểm tra xem là mình có sức khỏe của mình có tốt không, có vấn đề gì không. Thế kiểm tra sâu hơn nữa về sức khỏe sinh sản, chị ấy thì cũng nên kiểm tra xem là hoạt động cơ quan sinh sản có tốt không, buồng trứng có vấn đề gì không, thế rồi vòi trứng nó có thông thoát không, tử cung của chị ấy có bình thường không, niêm mạc tử cung nó có tốt để tất cả những cái đấy nó sẽ là điều kiện sẵn sàng để có thể có thai tự nhiên, hoặc là kể cả khi có thai rồi thì thai nó cũng có thể phát triển tốt được. Thế về phía anh thì nên làm xét nghiệm, một cái xét nghiệm tinh dịch đổ để đánh giá số lượng và chất lượng tinh trùng của anh tại thời điểm này. Tất cả những yếu tố đấy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là anh chị có thể có con được hay không. Thì tùy theo những cái kết quả đấy thì bác sĩ sẽ tư vấn thêm cho anh chị nhé. Vâng, cũng xin chúc anh và chị nếu có quyết tâm thì sẽ chóng có tin vui. Vâng, chắc hẳn là sau khi tư vấn của bác sĩ của chương trình thì chúng tôi cũng hy vọng là anh sẽ có thêm quyết tâm để đi tìm được hạnh phúc của mình. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024 73 07 07 07 vào tất cả các ngày trong tuần.